Xin chào mọi người, hôm nay em dẫn mọi người đi bắt ốc nha. Mọi người nhìn thấy nè, ốc cứ như ốc gạo Việt Nam mình vậy đó. Đã không? Về luộc làm nước mắm xả ớt ha, chấm ha. Những cái con ốc mà nó có cái chân á là hơi mua quá là không ăn được nha. Những con ốc như vậy nè, ha, mới ăn được đó. Đây nè mọi người, phải nhìn kỹ nha, chứ không phải nó nhiều thịt nhiều là mình hút hút đâu, nó là trong những cái kè đá này ha. Đây nè đó, dưới mình nó là trong giống đây nữa nè, đây nè mọi người nè, đó nó giống như là cái màu của đá lắm, cho nên là mình phải nhìn kỹ nha. Đó, đây nè, đây nè mọi người, thì cứ nhìn nước nó rút xuống là mình nhìn nè. Đó, biển nào cũng có thôi, cái này biển em đang đi là biển Phi Bót ha. Ây dạ, đó đây nè mọi người, nó giống đá lắm. Abi cầm cho má nè, cầm bỏ thùng đi. Ừ, sao con bỏ thùng đi, không nhiều con rớt bây giờ. Người thấy không? Ví dụ như con này là con ham mua quát này là không được ha, ha không ăn được đâu. Dục nè đó, cái con của mình này là nó có cái miệng giống như cái con ốc gạo của mình á thì mới được nha. Lụm nó lên đó. Đó, nó chui trong kẹt đá, mình phải nhìn cho kỹ thì mới thấy được, nó giống cái màu đá lắm. Cầu sóng nó lên xuống không nhìn thấy đường luôn. Đây rồi, trong kẹt rất là nhiều. Âu dạ, đó coi video nó, em vừa một tay bắt vừa một tay đó. Quay cho mọi người coi á, cho nên là video nó hơi rung thì mọi người thông cảm nha. Em cứ phải chờ nước rút xuống em nhìn xong mắt em nó rút xuống lần nữa là mình thò tay xuống mình lấy. Trời, cái thằng nhỏ nhà em nè, đưa báo mi coi. Ông bắt ông cho vô túi kìa. Giữ vậy đó, rớt bịch 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 kìa. Thôi được rồi, bỏ đi coi, không sao. Cái nước nó xuống là mình nhìn nè, con nào nó có chân là cũng lấy được cái thọ nè, cũng dễ nhìn lắm mọi người ha. Nước lại đầy tay, bắt nước lại đầy tay. Yes. Happy birthday. I think it's done. Nó có biết phải là thấy ít rồi đó.
nó nhỏ quá thôi. Nhìn thấy nhiều không? Nhưng mà con này thì cái con có chân này. Nhìn thấy không? Cho nước nó xuống, nó đập xuống, nhìn thấy ốc đó. Mọi người nhìn này, đó, nó giống rêu, rong rêu mà nó đó, ốc này. Mấy cái con này nữa nhưng mà nó nhỏ quá thôi, mình đừng có bắt. Dạ. Mình kỹ vô nhiều lắm á. Đây. Đó. Mình thấy có cái miệng mình không lấy. Còn không á, cái này nè nó có những cái chân nè, con hemocrat thì mình không có ăn được thì đừng có lấy. Đây nè mọi người, gà đá nè. Đây. Mọi người nhìn nè. Coi nhé, mình kiểm tra. Không có miệng. Nhìn nha. Quá trời luôn. Dưới cái rêu này mà mình nhìn kỹ vô, nhiều lắm. Dưới phủ dưới cái lớp rêu nhỏ quá thì đừng có bắt. Đây nè cả nhà. Cái hàm không? Nhà có cốc cái hàm kìa. Sao quá trời vậy nè, bự chà bá lửa nè. Ơ đã nghe không, không có chân nè. Bên này nữa nè. Phải cẩn thận không trơn nha mọi người ơi nha. Ui da. Đây nữa. Ốc bự lắm không biết con. Có mập không? Thường thường bắt ốc bắt cua là người ta còn phải canh cái con trăng nữa. Không biết là trăng non hay trăng già vậy đó. Cái này đâu phải đi bắt ốc mà đi lụm ốc ạ. Nhiều quá mà. Đây là mọi người. Cũng được cái này chắc rồi ha. Hai dĩa rồi mà mấy đứa nhỏ nó đòi về rồi. Nó đòi lên rồi thôi. Em đi lên đây. Rồi để đứa khác em bắt tiếp. Thế
bye bye mọi người nha. Ở đây là chỗ em bắt là chỗ điện phi bóp nhé. À muốn chỗ nào có đá, chỗ nào có đá nhiều là có ốc à. Cho nên là ai muốn muốn bắt thì nhớ đi qua ngoài đây nhé. Và mọi người coi video đừng quên ấn like and subscribe kênh của bếp nhà Alisa nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.